Kính thưa sư, con nghe bài giảng của sư. Sư có nói là chỉ cần đoạn tận một trong ba cái là tham hoặc sân hoặc si là đắc A-na-hàm. Sao con nghe nói phải diệt cả ba tham sân si mới đắc A-na-hàm? Con xin sư chỉ dạy cho con. Quý vị nghe ai nói? Quý vị nghe sư nói sư chịu trách nhiệm, chứ quý vị nghe ai nói thì bắt người đó chịu trách nhiệm. Đừng có bắt sư chịu trách nhiệm, nó khổ lắm. Khi mà tham sân si mà diệt tận á, thì khi đó vị đó chứng a la hán chứ không có chứng a na hàm, nhớ giùm sư. Còn cái tham á, mà sư nói á, cái tham mà sư nói là cái tham dục, chứ còn mà gọi là ái sắc và ái vô sắc thì đó vẫn còn. Gọi là cái gì ta, một vị Anaham á, thì đúng là thứ nhất là có được là những cái mà vị sơ quả đã có nè, là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, mà trong đó là có cái tà kiến, tức là mình đã dẹp bỏ cái si gọi là si hoài nghi thì đã bỏ rồi. Nhưng mà nó còn có gọi là cái vô minh nó chưa có hoàn toàn diệt trừ. Nhớ giùm sư nha, vị A Na Hàm cái vô minh vẫn chưa hoàn toàn diệt trừ mà phải chờ đến quả vị A La Hán, tức là chúng ta có các cái thiện thượng phần kiết sử một vị A Na Hàm vẫn còn. Chính bởi vì như vậy đó cho nên là chỉ có khi mà đạt đến quả vị A La Hán mới có thể dùng cái từ là đoạn tận tham sân và si. Và xin mời đại đức Tuệ Tường có bổ sung gì về vấn đề này không? Dạ, kính thưa quý vị, kính thưa đại đức, khi mà nói là quý vị với quý vị nghe pháp, ngoài phương diện vị nghe nè, vị đọc, thấy vị tự tìm hiểu đó, tìm hiểu qua bất kỳ phương tiện nào đó, thì nếu mà lỡ ngay thời điểm đó đó, ngay thời điểm đó quý vị có sự hoài nghi, vị phải note lại liền. Không, nốt lại cái đoạn video đó hay là cái đoạn kinh đó, hay trích dẫn được cụ thể. Bởi vì sao? Bởi vì có cái để dẫn, có cái để dẫn chứng thì vậy. Dẫn chứng là tại lúc này nè, sư nói lúc lúc này nè, thì đôi khi nha, sư nói thì đôi khi nha, đôi khi thì đúng là có thể là có thể lộn nha, nhưng mà sư nói rõ điều này ở đây á, trước khi sư nói điều này không phải là sư binh đi đức hành tại hay là tân bốc đi đức hành tại hay là đó hay là a dua theo này, không đúng. Thật sự á, cái vấn đề mà quý vị hỏi nè, quý hỏi là đoạn tận nè, đoạn tận các tầng nè, cái này rất là cơ bản thưa vị, rất là cơ bản. Thí dụ á, mà quý vị đưa một câu hỏi này nè, ví dụ quý hỏi là hôm bữa con có nghe sư hành tại nói là gì, 14 chí, 14 chí và 14 chí của vị Phật, hay là 18 pháp đó, hay là 10 6 hay là 20 chi hay là mấy chục chi đó, thì tạm gọi nha, tạm gọi là có thể nha, gọi là có thể là đúng, có thể là đôi khi mà không nhớ, cái trí nhớ không hết á, đôi khi có thể sai sai một 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 chi hoặc là hai chi. Nhưng mà ở đây thật sự là rất là căn bản thưa vị, khó mà cái giảng sư biểu diễn đã nói là giảng sư mà dám dám nha, dám livestream hay là dám dạy học, dám đứng ra cái này nó thật là phục là vỡ lòng thưa vị, vỡ lòng rồi. Nếu mà nói là đức hành tại có sai này thì bản thân sư cũng có sự hoài nghi, hoài nghi mà khi khi mà để khi mà quý vị á, đặt câu hỏi nói là con nghe bài giảng của sư, nói là sư có nói gì vậy đó. Cho nên một lần nữa sư cũng có cái lời khuyến khích quý vị, cái này không phải trách quý vị nha, mà khuyến khích quý vị khi mình học pháp qua các phương tiện thì nếu lỗi lỡ cái đoạn nào, cái chỗ nào mình có sự hoài nghi thì mình phải nói ngay, không để làm chi, để mình có cái thắc mắc mình hỏi đó, mình hỏi đó. Thật sự là khi mà quý vị hỏi đúng nha, nếu mà là sư có sai á, nếu mà lỡ bản thân sư, ông sư Tường nè, mà lỡ sư có sai, quý vị chỉ ra cái điểm đó, sư bữa sư có nói cái này như con thấy thiếu hay là nó sai 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 sao, thì thật sự sư rất là cảm ơn quý vị luôn, thật sự mang ơn quý vị luôn, cảm ơn.
Tại vì đôi khi mình bị phân tâm, quý vị bị phân tâm rồi đó, có thể nói sai. Nên là cũng mong quý vị có sự lưu ý khi mình học pháp. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này.